Chào ngày mới, Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các sư phụ cùng các huynh đệ ngày mới tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, uống rượu tiêu sầu, 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy đã nực cười. Thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung lếu láo, đoạn tống nhất sinh duy hữu tử, trầm tư bách kế bất như nhàn. Dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam san, ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ, khoảng trời đất cổ kim kim cổ, mảnh hình hài không có, có không lọ là thiên tứ vạn trung. Tối nay thì cũng xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, tối ngày hôm qua nhỉ, nay giờ sang ngày mới rồi, tối ngày hôm qua thì cũng có thi chất tanh làm vài chén, thế nhưng mà lại có một số đơn hàng đóng vào tổng số kia rồi đấy. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì coi như là lại phải dở cái chiếc đài của sư phụ ra nhỉ. Đấy, sư phụ của mình U70 rồi. Đấy. Thế mà mình thì coi chung là việc thì rất chi là bận rộn. Đấy, thì mà để cho hết việc mới làm thì không biết đến bao giờ, có đến Tết Công Hô nhỉ. Đấy, sư phụ cũng biết được là mình rất bận nhỉ. Thế nhưng mà sư phụ đã mang lên đây rồi thì thôi, thì việc của mình thì mình lại phải gác lại để coi như thế là xem là có xử lý được cái chiếc đài sáp mà sư phụ mới mua không. Đấy, cái chiếc đài này là chiếc đài sáp có model là QT95. Đấy, chiếc đài này sư phụ mới rước nàng về dinh, tuy nhiên thì được một thời gian thì bây giờ nó lại tịt. Đấy, sư phụ không nói ra đâu nha, sư phụ không nói ra, thế nhưng mình cũng biết được là sư phụ cũng coi như thế là hơi buồn nha, hơi buồn. Trước về đã có một số ngày thôi thì nó đã chào tạm biệt rồi. Đấy, sư phụ thì cũng không điện giục mình làm đâu đấy, nhưng mà thôi thì tự mình thu xếp cân đối với công việc của mình dừng lại để coi như là mình triển khai vào cái con đài này để xem nó ra làm sao. Đây là mặt đằng sau của nó đây, à mặt bên trong của nó đây. Đây, chân ốc thì nó vẫn còn đây nhưng mà nó hơi bị gì, nó hơi bị loét dần tí thôi. Đây nứt rồi. Đấy. Đây, cái đời của cái đài này nó căng cái lò xo này nó ra nó không được ngọt ngào cho lắm. Bên này này, đây cái lò xo của cái cửa băng này. Đấy. Còn đây là sang cái phần máy của nó, đây cái cục máy của nó đây. Thế con này nó đang tịt với cái vấn đề cassette thôi, chứ còn radio của nó thì vẫn còn chạy nha. Radio của nó còn chạy. Nhưng mà tuy nhiên là mình tháo ra mình xem để cái phần cassette của con này người ta sửa nhiều quá này, người ta sửa nhiều quá. Bộ cơ thì tương đối nát nha. Bộ cơ thì tương đối nát, không biết là coi như cái khả năng mà nó rên rỉ lên được bao nhiêu phần trăm nữa, cái đấy thì cũng không biết được nha. Đấy, nếu như mà chung quy lại là sẽ dột hết sức lực nhỉ. Đấy, còn ví dụ như mà tận tình rồi, tận tình coi như thế là đông tây y kết hợp rồi mà nó cũng không quay trở lại với mình thì cũng đành phải chịu nhỉ, vì nó cạn cạn duyên trần rồi, cạn duyên trần nhỉ. Đây là bộ cơ bên cửa cửa A, bên đây là bộ cơ của cửa B này. Đây này, cái trục này nó dỉ. Cái trục của cái bánh đà này, cái đài này chạy là ăn băng ghê lắm. Cái trục gì nó còn sờ, nó còn gần gợn này. Đấy, đây là mặt đằng sau của cái
nặng nề nhất là cái bo khiển. Đây, đây là cái bo khiển, khiển về phần cassette đấy. Đấy, play, tua, tùng các kiểu đều tốc đều tùng nó nằm ở đây nha. Đấy, nhưng mà cái bo khiển này người ta cũng đây, người trước người ta sửa đây này. Đấy, tụ này, đây, đây chỗ này, đấy, chỗ này là người trước người ta sửa nhá, chứ không phải mình đâu. Mình vừa tháo ra để nghiên cứu. Đây, đấy, IC điều khiển đây. Này, con này nó là cơ mềm, nên là ra lệnh nhá, ra lệnh nên là con điện nó chạy vào giờ le giờ lủng nó đóng motor đây nhá. Đấy, cơ mềm chứ không phải cơ cứng. Đây, con này không biết tên là gì, mắt nó kém không nhìn thấy này. Đấy, hai con khiển cho hai kênh đấy nha, cửa khiển cho hai cửa. Đấy, đây người ta thay cái con đèn đèn nguồn này C1 bao nhiêu đây này. Đấy, đây bên đây thì nó gì, bên đây thì nó chỉ có mấy con đèn thôi, chủ yếu là công tắc với là mấy cái con đèn led báo này. Nhưng mà bên đây là mới là bên chủ lực này, bên đây mới là bên chủ lực. Đấy, bên đây mới là bên chủ lực nha. Đây, những cái chiếc đài mà cơ mềm như thế này ấy, cơ mềm như thế này thì thứ nhất là bộ cơ của nó phức tạp hơn nhiều so với những chiếc đài cơ cứng. À, cơ cứng là mình dùng tay mình ấn play nha, là tự cái dàn cơ nó nảy lên. Thế nhưng mà cơ mềm này là nó dùng motor nó tải lên. Đấy, càng hiện đại nha, càng hiện đại bao nhiêu thì cái độ phức tạp của nó càng lớn bấy nhiêu. Đấy, còn đây cái bộ cơ bên đây thì nó lại còn bị gãy chân đây này. Cái chân người ta hàn này, này. Đấy, chân người ta hàn nhưng mà nó hàn keo này, này. Đấy, đây thợ trước người ta đổ này. Đấy, chỗ này thì nó chỉ là cái chỗ này nó chỉ là cái rắc điện thôi nhá, những cái cung công tắc nhưng mà đấy là cái trước người ta sửa đấy này. Đấy, đây trước thì sư phụ mua thì nó cũng chỉ nói là có một cửa thôi, còn một cửa thì cái người bán hàng người ta bảo nó không chạy nha, cái cửa bên đây là nó không chạy đâu. Đấy, không nói được đâu, nhưng mà cái cửa bên đây thì nó nói nhưng mà về nhà nghe được mấy bữa thì nó tịt. Hai bộ cơ thì về bản chất là nó giống hệt nhau ở đây này. Đấy, đây người đây còn xử lý bằng cái dây đồng này. Đấy, đấy xử lý bằng cái dây đồng người ta quấn ở đây, không biết để làm cái gì đây, co cái bánh tỉ lên. Đấy, đấy. Chúng là để mà sơi cái bộ này rồi. Thực sự là rất chi là khó, nhất là nó là cơ mềm, cái hai là nó nát này nhá, cơ cũng nó nát này, sơi lại mà sơi lại đấy, giống kiểu người ta sơi chán ra đây lượt mình chơi sơi lại nên là hơi khó sơi, tại vì cái cửa bên đây thì là nguyên bản là nó không chạy đây, nguyên bản là nó không chạy rồi đấy mà. Chứ người ta bán mà nếu mà nó dễ thì người ta đã làm cho nó nói lên để người ta bán nha. Đấy, còn cái cửa bên đây thì không biết làm sao mà về chạy được không mấy hôm thì nó tịt em oai oằm. Đấy, còn đây, đây là bên đang nguồn của đây này nha. Có cái hộp ở trên này, cái hộp nhựa em biết là cái hộp gì, cái hộp nhựa chắc là hộp chống nhiễu đoán vậy nha. Đấy, hộp chống nhiễu. Đây, đây, dây gì đây, bên đây còn có dây gì đây, đây nối nó còn tuột mẹ cả ra đây. Đấy, đây nối, đây là nguyên cụ gỗ đấy, đây là đường ra dây pin này không nói gì. Đây, đây là phiên vỉ của nó đây, phiên vỉ đây. Cái con QT95 này, nhìn con IC công suất này này, nhìn con IC công suất này, nó dùng có một con mà IC bé, thì con này công suất của nó, nói chung là cũng không không được lớn.
và cái tướng chồng của nó thì bình thường nha. Nó dùng cái con giống kiểu cái con kia, con này con họ họ HA chứ không phải LA. Đấy, phen rỉ của nó đây. Đấy. Nó là cái con này nó phức tạp, và nó phức tạp vào cái chỗ là cái bộ cơ của nó hai bên nó đều vớt hết nhá. Hai bên nó đều vớt hết là cái điểm thứ nhất, điểm thứ hai là hai bên nó đều gì? À cái này nó là phần cơ mềm này, cái bo điều khiển đây này. Đấy. Cơ cơ cứng thì ví dụ như bộ cơ của nó tịt thì còn thay cái bộ cơ khác sang được. Nhưng cái bộ cơ mềm như thế này là hơi khó xôi. Ví dụ như đơn giản nhất là ví dụ tịt cái bánh răng thì đào cái bánh răng nhỉ. Là phải lấy đúng vào cái đề QT95 ra lắp vào. Đấy là cái khả năng. Còn ở trên này cái bo gì trên này đây. Đây. Ôi trên này cũng này, bo lòng sọc này. Đây. Đấy. Đây. Không biết là cái đây đây. Đấy. Trên này chưa dòm được nó cái bo này nó là cái bo gì. Nó lắp vào đây làm gì? Ôi. Ôi hỏng hết bánh kẹo rồi. Đây trên đây, ở trong kia đấy, trong này nó còn câu dây này. Câu dây. Không biết là ở phên bên trong kia là nó còn sửa cái gì rồi đấy. Đấy, nó còn sửa cái gì ở bên trong rồi. Đâu giờ xem này. Đây. À đây, đây đây là nó câu đường lay in. Đây này, cái dây này. Thế tức là cái đường lay in của nó hỏng rồi nha. Đường dây lay in mà chạy từ đây vào trong này này nó hỏng, thế nên là nó câu thẳng nha. Đây nó câu. Đây này, cái đường lay in tín hiệu nó chạy vào đây đây này. Đấy, thế nhưng mà nó đứt, cho nó đứt, nó câu phát từ đây vào chỗ này luôn. Và để mai kiểm tra chứ chưa chắc nó đã chuẩn. Chưa chắc con này nghe lay in đã chuẩn. Đây. Nha, sợ nó tắt tín hiệu rồi nó mới câu vào. Nó tắt đường tín hiệu. Đây này, sửa hết, chỗ nào cũng sửa. Đây này. Cái vết nhựa thông này. Con đàn này sửa. Nói chung là chỗ nào cũng sửa, chả có chỗ nào. À đây có phần radio. Phần radio là chưa sửa. Đây, phần radio này là chưa sửa. Đây, cái gì sửa? À, cái bo này là cái bo gì? Đây. Bo này cái đài này, nó thiết kế nó lại chẳng có bắt ốc ác. À đây này, nó bắt mỗi cái chân nhựa giữ đây. Đây chân nhựa này. Đấy. Bo này giống như kiểu bo gì? Bo điện tử chịu. Amen. Đây để lấy cái kính lúp xong xoay đây này. Đây. Con gì đấy nữa này. Ui. Nguy hiểm chưa? Đây. Điện trở cháy đen gì đây. Nguy hiểm chưa đây. Đấy. À, người ta sửa vào. Đây thế này rồi. Cố gắng nó ở đây. Chạy được con tí nên nó cháy đây. Đây này con này này. Điện trở cháy đen gì đây. Đây nó đây. Đây. Đấy. Từ từ đi. Thì nó mới dính nét, nhưng mà cái con điện trở này mình cũng chưa biết là đây này. Chưa biết là nó phục vụ vào cái chỗ nào nó cháy đen gì đây này. Đây. Thì thông thường con điện trở thì nó chỉ có về cái vấn đề nguồn thôi. Cái điện trở tín hiệu thì chả bao giờ đúng không? Điện trở về tín hiệu chả bao giờ nó cháy đen kiểu này được. Nha. Úi giời, amen. Đây. À, cháy đen xì này. Đấy. Thì nó về phần cắt xét chứ nó chẳng nhường gì radio, radio nó vẫn nói. Chỗ nào cũng sửa nha. Đấy. Đấy. Thế nên là mua đài là cần phải lưu ý nha. Cần phải lưu ý về phên vỉ đây. Thực tế là cái con đài QT95 này đây. Để chậm để mọi người xoay. Chả có chỗ nào là không sửa đây. Không biết nó hỏng cái gì mà sửa nặng, chỗ nào cũng hàn. Đây. Nha. Đấy, phên vỉ của nó chỗ nào cũng sửa. Đây, line in thì câu dây này. Đây. Đây đường line in mà. Đấy là tín hiệu vào đây này. Câu dây này. Đấy.
Đây, nãy giờ mới lôi đúng nó ra thì mới xem này, kỹ lưỡng cái bùa, cái phên của con đài sáp QT95 đây. Con IC công suất ở bên trong thì chả xoay được tên là gì, chịu nha. Đấy, ôi, đã xoay kỹ rồi. Để mời mọi người xoay cái chiếc đài phên vỉ của nó xem cái đài QT95 như thế nào nha. Đấy, chung là múc cái con đài QT95 này là cần phải lưu ý nha, theo cái sự coi như thế là trải nghiệm của mình ngày hôm nay thì cần phải lưu ý. Thôi, xin phép dừng clip ở đây để đi ngủ. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.